Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 19, khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Lê Quang Toản, tỉnh ủy viên, bí thư đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh vào Ban chấp hành Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đem hết năng lực, trách nhiệm để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.